Xin kính chào quý bà con. Hôm nay ngày 24 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày 22 tháng Chạp, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ xuống giá rất thấp và đứng giá. Vụ xoài Tết năm nay bà con lỗ nặng. Hiện tại thương lái đã ngưng mua nhiều vì hầu hết các vựa ngưng mua vì không xuất khẩu được. Hiện tại không chỉ riêng xoài mà tất cả loại nông sản khác cũng giảm giá, Tết năm nay bà con sẽ rất khó khăn. Giá xoài hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha quý bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát Hòa Lộc mua xô từ 330g trở lên từ 55.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Xoài cát Chu từ 17.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 1 từ 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 2-3.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 1 từ 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 2 từ 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Xoài ba màu loại 1 có giá từ 14.000 đồng mỗi kg. Xoài tượng da xanh có giá và 6.000 đồng mỗi kg. Xoài keo mua sâu có giá và 16.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.